Thưa quý vị, chương trình phổ thông giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo xin trân trọng kính chào quý đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo cùng quý khán giả khắp nơi trên toàn cõi Hoa Kỳ và hệ thống YouTube toàn cầu. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay chúng tôi xin trình bày về đề tài Hết vô minh là giác. Bài viết của đồng đạo Phan Thanh Nhàn và đồng đạo Quyền Tâm sẽ trình bày sau đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, bị vô minh vọng tưởng dậy tà, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Hay màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhẫn ngụy làm chơn. Trên đây là lời giáo thuyết của Đức Tôn Sư Huỳnh Giáo Chủ. Vậy vô minh là gì? Vô là không, minh là sáng. Vô minh tức là không sáng. Vô minh là mê lầm đen tối. Trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy: thấy các pháp không biết đúng như thật gọi là vô minh. Mọi sự vật trên đời này mà không biết đúng như thật, biết một cách tưởng tượng mơ hồ thì đó là vô minh. Hay là vô minh là không thấy, không biết đúng sự thật. Đó là lời giải thích trong kinh A Hàm. Trong kinh Duyên Giác, dẫn lời Đức Phật, như có một vị Bồ Tát hỏi Bạch Thế Tôn: thế nào là vô minh? Đức Phật dạy: vô minh là đối với thân tứ đại duyên hợp, tưởng lầm là thật là quý. Đối với tâm duyên theo bóng sáu trần, cho đó là tâm thật, đó là vô minh. Như vậy, nếu ai còn thấy thân mình là thật, thấy tâm mình nghĩ tưởng việc này việc nọ là tâm thật, đó là vô minh. Chúng ta bị vô minh dẫn dắt nên dòng sanh tử không ngừng. Người tu theo đạo Phật không mong cầu bất cứ điều gì ngoại trừ tu cầu giải thoát, tu cầu thoát khỏi sanh tử luân hồi nương theo Phật quốc. Lời lành hằng nghe như lời của Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dạy. Trong kinh Vô Minh có ghi lại những lời đối đáp giữa Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Maha Câu Thi La. Khi được Ngài Maha Câu Thi La hỏi về ý nghĩa của vô minh, Ngài Xá Lợi Phất giải đáp rằng: vô minh tức là không biết. Không biết những gì? Sắc là vô thường mà không biết như thật sắc là vô thường. Sắc là pháp sanh diệt mà không biết sắc là pháp sanh diệt. Thọ tưởng hành thức cũng thế. Này Maha Câu Thi La, đối với năm uẩn này mà không thấy không biết như thật, ngu si mờ tối không sáng tỏ thì đó gọi là vô minh. Chúng ta vì mê muội chạy theo sắc tướng bên ngoài rồi cho đó là thật, nên bám chặt chấp nhận vào chúng. Muốn diệt mê si, con người phải mở tánh giác như lời Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy: diệt mê si phải nương thuyền giác, muôn việc làm chánh trực khôn ngoan. Đừng bả đâu tin bướng nghe càng, làm ngu muội đọ thân uổng kiếp. Khi mê thì bị những tâm tình vọng động khống chế. Khi giác ngộ thì chúng ta làm chủ nhân ông cuộc đời mình. Đức Phật có kể về một người vô minh. Có một anh thương buôn cưới một người vợ xinh đẹp. Họ sinh được một đứa bé trai kháo khỉnh. Người vợ ngã bệnh rồi mất. Người chồng bất hạnh, dồn tất cả tình thương vào đứa con. Đứa con trở thành nguồn vui và hạnh phúc của anh. Một hôm vì việc buôn bán nên anh phải rời khỏi nhà. Có một bọn cướp kéo đến đốt phá và cướp sạch cả làng, bắt đứa con của anh đi. Lúc ấy đứa bé mới lên 5 tuổi. Khi trở về chứng kiến cảnh tang thương điêu tàn, anh thương gia đau khổ vô cùng. Trong lúc bươi bới những đống vật liệu còn cháy dở ngổn ngang ở nền nhà, anh thấy xác một đứa bé bị cháy nám đen. Ngỡ là xác của đứa con của mình, anh quẫn trí, than khóc, thầm thương, không sao nguôi ngoai được. Sau đó anh đem xác của đứa bé đi hỏa táng, rồi lấy một ít tro gói vào một mảnh lụa quý. Anh luôn đeo gói tro ấy vào người, dù đang làm việc, đang ăn uống hay đang ngủ nghỉ.
Thỉnh thoảng ngồi yên một mình nhớ lại đứa con yêu quý của mình, mà mỗi lần như thế thì anh lại khóc vì thương tiếc. Một thời gian sau, bỗng nhiên đứa bé trốn thoát được bọn cướp, tìm đường lần mò về tới làng. Đứa bé tìm được căn nhà mới của cha mình thì lúc ấy đã vào đêm tối. Mừng quá, đứa bé đập cửa liên hồi mong được gặp lại cha. Trong nhà, người cha đang nằm khóc trên giường, gói tro đặt cạnh bên ông, liền cất tiếng hỏi: "Ai đó?" Đứa bé đáp lại: "Con đây, cha ơi, con của cha đây, hãy mở cửa cho con vào." Trong lúc đang buồn và hoang mang, người cha ngỡ rằng có kẻ nào đó muốn trêu chọc, chế nhạo cảnh khổ đau của mình, liền giận dữ và hét to: "Hãy cút đi, hãy để yên cho ta." Và rồi anh ta lại tiếp tục khóc. Đứa con vẫn tiếp tục đập cửa. Người cha quả quyết cho rằng đây không phải là con của mình, vì con của mình nằm trong cái bọc lụa quý đang ở bên cạnh mình đây. Đứa bé thất vọng, đau khổ và bỏ đi. Từ đó hai cha con không còn gặp nhau nữa. Kính thưa quý vị, qua câu chuyện trên, chúng ta thấy vô minh không phải là sự thiếu hiểu biết, mà chính là sự hiểu biết sai lạc và lầm lẫn, như người cha cứ đoan chắc rằng tro của con mình đang được gói trong bọc lụa quý. Sự hiểu biết sai lạc, mơ hồ là vô minh, là nguồn gốc dẫn đến đau khổ. Không hẳn khổ đau là do sự thiếu hiểu biết, mà trên đời này không phải kẻ ít có trí thông minh lại hành động sai lầm, không đem lợi lạc gì cho họ mà lại lâm vào cảnh lông đông, vất vả do phải đối phó với những cái khó khăn. Cái gọi là thông minh sai lạc đó, kinh sách gọi là tà kiến. Dù cho hết sức thông minh, cũng không sao tránh khỏi sự quyết đoán không chính xác. Một sự việc nào đó cho là đúng, nhưng sự thật, việc đó đã sai rồi, do vô minh chi phối. Sự quả quyết sai lầm đem đến sự khổ đau, nhưng người ta lại không ý thức được điều ấy, như người cha bất lực và lầm lẫn kia trong câu chuyện này. Ta không nên đánh giá thấp vô minh, xem như cái gì ngu xuẩn, thiển cận, khờ khạo. Vô minh thật ra nó cũng rất khôn ngoan, tinh ranh, nham hiểm, tham độc, nó luôn tìm cách đánh lừa ta. Vô minh đủ sức sai khiến người cha trong câu chuyện quyết giữ cái bọc tro mà không còn nghe tiếng kêu khóc của người con bên ngoài cửa. Vô minh không thụ động, mà nó có sức chủ động tích cực bênh vực quan điểm của mình về một sự việc để đi đến tranh cãi rồi xô xát với nhau. Kính thưa quý vị, trên bình diện rộng lớn như lịch sử nhân loại, Hitler, Tần Thủy Hoàng không phải là những người thiếu thông minh, nhưng vì vô minh họ tự cho mình là đúng, nên đưa đến thảm họa cho thế giới mà hậu quả còn tồn tại đến ngày nay. Thực tế, hình như là mỗi người trong chúng ta cũng còn ôm ấp cái ngã của mình, chấp chặt cái vô minh, mặc cho sự thật kêu gọi sự thức tỉnh của chúng ta. Lời dạy của Đức Phật, Đức Thầy là bảo ta phải diệt bỏ cái ngã để đón nhận sự thật. Hãy sử dụng chánh kiến và trí tuệ của mình để loại trừ vô minh. Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dạy: "Diệt mê si phải nương thuyền giác." Chúng ta hãy trở về với lòng giác ngộ, tức là Bồ Đề Tâm, trao dồi trí tuệ cho sáng suốt, phá tan màn vô minh vọng hoặc. Chúng ta đã học theo Phật, hiểu Phật Pháp, còn sai lầm, vậy thì chúng ta giác ngộ cái gì? Giác ngộ biết thân này là giả, tâm sanh diệt là giả. Biết được hai cái đó giả rồi thì sự tu hành thật không khó. Do chấp thân, chấp tâm nên khó thiền định. Khi biết được thân giả, tâm sanh diệt là giả, chúng ta dễ dàng an định thân tâm. Ai nhìn đúng sự thật thân giả, tâm sanh diệt giả, tức là người đó đã giác. Lại nữa, người đó quán chiếu thấy rõ đời là vô thường, khổ nơi thân tâm và tâm, để từ đó quyết gỡ bỏ những tham đắm chấp thủ mà bấy lâu nay gắn bó với con người và cuộc đời. Nhãn quan của Đạo Phật về cuộc đời quá rõ ràng, như trong Kinh Kim Cang đã dạy: "Nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, đương tác như thị quán."
Có nghĩa là tất cả các pháp hữu vi như mộng huyễn, bèo bọt, như sương rơi, như chớp lóe, hãy quán chiếu như thế. Và Kinh Kim Cang cũng vậy. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Có nghĩa là những gì có tướng đều hư dối, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng tức là giả. Đó là thấy Phật, vì Phật là giác. Theo giáo lý nhà Phật, con người có vị thế tối thắng hơn chúng sanh khác để tu chứng. Giải thoát thành Phật, vì thế thác sinh được làm người là khó. Câu nhân thân nan đắc của Nho Gia là nhằm nhắc nhở chúng ta đang có phúc duyên, đang có vị thế thuận lợi để đi vào con đường giác ngộ, như Đức Phật đã trải nghiệm, rồi đắc thánh quả, thành đấng toàn giác, thầy của trời và người. Nhà Phật dạy ta giác thẳng nơi con người, chứ đừng cầu tìm bên ngoài. Sự giác ngộ chân thật không phải từ bên ngoài, mà ngay nơi mình phát ra. Nghĩa là không ai thay thế cho mình được. Trọng tâm đặt ngay nơi con người. Chúng ta học Phật là học đạo giác ngộ, mà nếu không chịu giác ngộ thì biết học cái gì? Trên đời này cũng có kẻ càng học lại càng mê. Có người chỉ vì một câu nói du dơ của người khác rồi âu sầu phiền não nhớ mãi trằn trọc suốt đêm. Ăn không ngon, ngủ không yên. Nào là chuyện làm ăn lỗ lã, lý luận với ai thua rồi tính làm sao cho hơn họ. Phải chăng người lúc nào cũng sống trong sự nắm giữ của người khác? Dù chuyện vui, chuyện buồn cũng đều bị người khác điều khiển. Kính thưa quý vị, muốn cho người nào đó thích, chỉ cần khen vài câu tốt đẹp. Trái lại, muốn cho phiền não, thì chỉ cần phê bình vài câu không hay. Chữ đạo trong đạo Phật cũng chỉ là đơn giản, như là con đường, là phương pháp đưa chúng ta đến giác ngộ. Đã là con đường giác ngộ mà lại trở thành mê tín thì thật là nghịch lý. Muốn làm sao cho mau thành Phật, nay đi cúng chỗ này, mai đi cầu bà kia, xin đủ thứ, đó là một sai lầm. Con đường thành Phật như Đức Thích Ca Mâu Ni dài lắm, tính bằng các kiếp sống. Đức Phật cũng từng nói Ngài đã trải qua vô lượng kiếp, đến kiếp sau này mới thành Phật.